Dạ vâng ạ. Em Quân xin chào các bác ạ. Vâng, mấy ngày hôm nay ạ, rất nhiều các bác khách gọi điện về bên em hỏi là thế nhà mình không có cấu hình karaoke nào ngon, bổ và rẻ ạ. Vâng, thưa các bác, bên em thì không thiếu cái gì cả. Thì hết các bác nhá. Ngon, bổ, rẻ cũng có hết các bác nhá. Vâng, hôm nay nguyện theo yêu cầu của các bác thì em lên một cái cấu hình karaoke hát gia đình và nghe nhạc rất chi là ngon, bổ, rẻ các bác. Vâng, và các bác hãy cùng em xem hết video để nghe em test và nghe thử chất âm của bộ karaoke này các bác nhá. Vâng, và đầu tiên thì em sẽ đi vào cấu hình này các bác. Cấu hình này gồm một em đẩy xe 28 các bác. Đấy. Hai kênh 800W một kênh. Và thứ hai là em vang cơ lai số Green Putin các bác nhá. Vâng, em này là có vang nhại 8 chế độ các bác nhá. Rất chi là hay, mượt mà. Các bác thích hát kiểu gì các bác hát. Thứ ba là một em mic không dây Shure UGX23 các bạn. Vâng, em Shure UGX23 này là mẫu mới nhất, đẳng cấp nhất của dòng hát karaoke bây giờ các bạn. Vâng, thứ tư là một em loa JBL hàng nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc về các bạn. Em này có tôn 76 từ 190 các bác nhá. Em này đánh nghe rất chi là căng và tức ngực các bạn. Đấy. Vâng, và bộ dàn karaoke này chỉ có giá là 9.900.000 thôi các bạn. Đấy, rất chi là ngon, bổ, rẻ cho bác nào chỉ cần tầm tiền như thế. Bác nào tầm tiền như thế thì cứ liên hệ với bên em nhé. Chỉ 9.900.000 bộ karaoke gia đình này thôi các bạn. Đấy, rất chi là hay. Vâng, và bây giờ em sẽ lên một chút nhạc để các bác cảm thức chất âm của bộ dàn này các bác nhé. Thế hay của các bác. Vâng, bác nào quan tâm đến bộ dàn karaoke ngon bổ rẻ này thì liên hệ với em Quân qua số điện thoại 0905 312 666 ạ. Đấy, rất chi ngon bổ rẻ quá nhá. Cái này về các bác hát gia đình rất chi là ok, nghe nhạc cũng được. Vâng, và em xin phép kết thúc.